Em xin chào cả nhà. Tiếp tục thì hôm nay em giới thiệu đến cho cả nhà mình một lô đất rộng nhá, mà giá rẻ nữa. Nhà cửa điện nước là mới xây này, đó, mới dựng lên luôn này, còn mới nhá, chưa tô thôi. Đất mình đây là thuộc xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trong sổ thì có tổng diện tích là hơn 2,5 sào, đã có là 300 m thổ cư rồi, đó. Thì tổng diện tích cái mặt đường mình có được, đường này đường đi thông đâu nhá, đường đi thông các thôn trong xã Hoài Đức mình đó, và khu vực ở đây dân cư rất là đông luôn, như đường điện internet của mình đang thường này, rồi đèn chiếu sáng ban đêm, năng lượng mặt trời này đang thường hết, và đây khu dân cư ở rất là đông luôn, đường hai làn xe ô tô tránh nhau được dễ dàng nhá. Và đất của mình, mặt đường của mình tính từ cái cây trụ điện này đây, có cắm cọc sắt này đó, thì được là 22,7 m chiều dài mặt đường bê tông này, và chạy sâu của mình là được 200 m nha, 200 m, tại vì cái đất của mình, cái thế của mình á, nó bị nhọn hậu, hậu nó chỉ có là 2,2 m thôi đó. Thì qua bên này, đất của mình là tới cái cây cột điện này luôn, tới cây cột điện này là 22,7 m mặt đường, 300 m thổ cư này đó, chạy sâu vào trong đây, di chuyển vào trong nhà. Họ làm cái nền hơi cao nhá, nên phải bước bậc thang các bác đó, đi vào trong nhà đây, nhà xây vẫn còn mùi xi măng nhá. Đây mình có một phòng ngủ này, hai phòng ngủ này, đó, chưa có giường kệ gì luôn, trần thạch cao luôn đó các bác. Còn đây là bếp núc của mình đây, nhà vệ sinh của mình trong này, đó, di chuyển về phía sau đây. Đó, cái đất của mình thì nó là thế dương nhá, thế dương rất là cao ráo như thế này luôn, mà nó thẳng lên trên, càng lên trên thì nó càng cao. Đây bồn nước này, rồi trên này người ta còn mới đưa cái chân bồn về, chưa cho có năng lượng mặt trời này, mới đưa chân bồn về thôi. Còn đây vẫn còn cái lớp đất họ mới đào giếng xong các bác, đó. Đây mình có một cái giếng ăn, giếng đào này, thì nó rơi vào chắc tầm khoảng 11-12 m đó các bác. Và cái hướng của mình, nhà được xây vào cái hướng tây nhá, hướng chính tây luôn. Đó. Nhà mới này, giếng mới này. Đất này thì họ đang trồng cây này, cây nha đam các bác nhá, nha đam. Trước họ trồng cà phê mà họ phá bỏ rồi. Toàn bộ ở đây là chất đất đỏ ba gian hết các bác. Đất thịt ạ. Bên này bờ họ đóng hết. Đóng cọc sắt. Men men theo cọc sắt họ đóng lên trên hết. Ở đây thì gần trung tâm lắm các bác, để em di chuyển lên cao cao để nhìn cái view á, nhìn thấy trung tâm của mình nó dễ hơn, rồi em chỉ cho các bác xem. Toàn bộ là full luôn, là trồng nha đam hết. Đó, mới trồng thôi, mới lên mấy cái đoạn non non các bác. Vì nó có chiều dài khoảng 200 m các bác, nên là di chuyển ở đây á là các bác cứ phải sắm một cái xe máy nhá, để mà lên đây quấy đất luôn, rất là sâu. Nhưng mà càng lên cao thì nó lại view càng đẹp các bác. Đấy, view nhìn này rất là thích luôn, đang đứng ở trên nóc nhà của mình luôn đó. Đây là cái trung tâm của mình, di chuyển qua đây quay cho các bác xem. Đây là ủy ban xã các bác nhá, ủy ban xã này, cái nóc đỏ này, đó là bán kính tầm khoảng 2,5 cây thôi, là mình di chuyển ra tới các tiện ích quan xá, rồi đầy đủ với nhu cầu thiết yếu của mình thì đơn giản thôi, nó tầm khoảng 2,5 cây nhá, đó.
Để em soi xem nhà em đang nằm đâu nhé. Đây này. Đây nhà em đây. Đó. Đó. Nhìn thẳng hai nhà đối diện nhau luôn. Đó thì ra đó là đường DT725 luôn. Thì mình di chuyển vòng đường này cũng được, hoặc là đi đường này cũng được. Đi đường này thì mình bắt qua, đi ngang qua nhà em á, thì là tới trung tâm rồi. Hay là mình đi đường này cũng được. Đó. Hai đường, đường này đi vào trong thì lại đi băng qua cái đường kia. Có xe máy đi này. Đó, xe máy đi đây. Đấy, đang đi này. Nó có một rơi vào đâu tầm khoảng 200m cái đường đất. Đường rộng luôn á, họ mới mở. Trên Google Map còn chưa thể hiện đâu. Thì mình bên này là bê tông, bên kia là bê tông, còn khúc giữa ở đây là cái đường đất. Thì mình phóng qua đó thì nếu mà đi xe máy á thì mình di chuyển nhanh hơn. Còn nếu mà đi ô tô thì mình phải đi đường vòng xa hơn một chút. Đó, nhưng mà nó cũng loanh quanh tầm khoảng 2,5 cây thôi. Nên là di chuyển mình ra trung tâm á. Đường xá nó thuận tiện lắm các bác. Đây thì toàn bộ đường bê tông hết mà. Chỉ mỗi cái đường đấy là họ mới mở bắc ngang qua cho nó thông với hai thôn với nhau á. Đó, nên là đang đi lại cho nó cứng. Cứng đất để đổ đường. Đó, xã Hoài Đức thì đầy đủ như các trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường mẫu giáo đều là đạt chuẩn quốc gia hết nha. Nên là cho con cái đi học cũng rất là thuận tiện. Đó. Trên này á, thì em thấy họ trồng cái cây này là cây đặc mùng các bác. Ở các bác á, thì chắc khả năng sẽ gọi là cây bạc hà đó. Đấy, em thì hay gọi đặc mùng này. Đó, nó chảy dài nó tới nút đầu kia luôn. Đó. Cứ bãi đất trống là của mình. Còn những cái cây lâu năm là của nhà hàng xóm, nhà khác. Bên cạnh đó là đã cắm những cái cây sắt này. Đó, cái sắt bên trên là cắm hết rồi. Cắm hết rồi. Về mình rào lại thôi. Mình cắm trụ bê tông lại mình rào. Đó. Đây thì các bác thấy bão nên là bầu trời nó hơi đen đen xám xịt đấy. Đó, nhưng mà được cái là mát mẻ các bác. Hướng là hướng tây nhá. Có 300m thổ cư. Nhà cửa điện nước là đầy đủ luôn. Về nhà chỉ sơn lại thôi, có thể xây thêm. Tại vì 300m thổ cư mà, xây căn biệt thự cũng được nhá, thoải mái mà. Đất thuộc xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Giá bán thì đang chỉ có giá là 1 tỷ 250 triệu thôi. Thì các bác quan tâm cứ vào gặp chủ thương lượng giá cả nhá. Thì họ có sổ sách đầy đủ hết rồi. Sổ hồng riêng, đẹp luôn các bác. Mỗi tội cái hình đất thì nó hơi xấu thôi các bác, nên là mới có cái giá này. Hơn 2,5 xào nha, mà chỉ có là 1 tỷ 250 thôi. Mà nhà cửa điện nước là họ làm mới hết rồi. Đó, nên là tầm tài chính thì bác không có quan trọng về phong thủy. Thì lô này nó rẻ. Đó. Đấy, đất của mình rộng. Đó. Khu dân cư đông. Điện là hơi bị khỏe luôn các bác. Đó. Đất rất là rộng nha. Đó, nhìn các bác nhìn thấy cái khung đất này rất là rộng luôn. Đó thì các bác quan tâm về mảnh đất này liên hệ con xem nhá. Từ đây mà ra tới sân bay á thì bán kính nó rơi vào tầm khoảng 30 cây, hay là lên Đà Lạt á thì nó bán kính tầm khoảng 60 cây nhá. Đó. Rồi đó thì em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.